đái tháo đường ở trẻ em, đúng chưa? Thì cách phòng và chăm sóc trẻ như thế nào? Vì cái việc mà chúng ta nghĩ rằng đái tháo đường nó chỉ xảy ra ở người lớn, đúng không ạ? Nhưng mà không, với cái thời đại kinh tế này thì đái tháo đường nó cũng xảy ra ở trẻ em và đang có dấu hiệu gia tăng. Đái tháo đường ấy, đó là cái tình trạng mà tăng cái hàm lượng glucose trong máu. Thì tuy nhiên ấy, khi mà con bạn bị đái tháo đường, tức là cái lượng insulin do tuyến tụy nó tiết ra nó không đủ và nó khiến cho cái glucose nó không đi vào trong tế bào được để chuyển hóa thành năng lượng. Đấy. Và nó vậy bị giữ lại trong máu. Và khi nó giữ lại trong máu như vậy, nó để lại những cái biến chứng rất là nguy hiểm nhá. Và cơ thể của con bé sẽ mệt mỏi vì không có năng lượng, đúng chưa? Mệt mỏi rồi chậm phát triển vân vân, khát nước vân vân. Thì đấy là cái đái tháo đường như vậy. Mà ở trẻ em ấy, nó thông thường đó là đái tháo đường type 1, tức là đái tháo đường do cái tuyến tụy của nó vì một cái lý do nào đó mà nó không sản xuất đủ. Còn đái tháo đường type 2 ấy, thì nó ít ở trẻ em hơn. Type 2 có nghĩa là cơ thể tuyến tụy của bé nó vẫn tạo ra, của người cơ thể chúng ta nó vẫn tạo ra insulin nhưng mà nó bị đề kháng mặc dù vẫn có insulin. Đấy. Và ở trẻ em thì đa số là gì? Đa số là type 1 các bạn nhá. Thì cái nguyên nhân mà để gây ra cái tình trạng đái tháo đường ở trẻ em ấy, thì nó chủ yếu có một số các cái yếu tố liên quan sau đây. Đầu tiên ấy là do di truyền. Đấy. Thứ hai là mẹ bị đái đường thai kỳ. Đấy. Thứ ba là chế độ ăn uống không lành mạnh. Đây là vấn đề các bạn nhé. Khi mà bạn ăn uống không lành mạnh như vậy thì tất cả các chất dinh dưỡng đó nó sẽ đi vào gan để gan phải chuyển hóa. Chưa kể là thực phẩm đó nó có chất bảo quản, nó có thuốc trừ sâu đúng không, DDT đúng không, nó có các cái chất độc kim loại nặng để trì thủy ngân, và cái gan của bé nó còn non nớt, nó chưa hoàn thiện thì nó sẽ không lọc được các cái chất bẩn, các cái chất độc hại, virus vi khuẩn từ thức ăn chúng ta vào. Chứ cái việc mà ăn uống lung tung như vậy ấy, thì máu của bạn nó sẽ bị đặc, bị quánh đúng không, mà nó có chất độc. Rồi chế độ ngủ nghỉ cũng không khoa học nữa. Đấy, ăn uống này, ngủ nghỉ không đúng giờ giấc này, lười vận động này, đúng không ạ? Rồi đó là những cái lý do mà khiến cho tuyến tụy nó bị vấn đề, bị hỏng và nó không tiết ra được insulin. Và mẹ mang thai chúng ta phải chú ý đến cái quá trình mang thai để xem có bị tiểu đường thai kỳ hay không. Và khi con bạn lớn lên, sinh ra và lớn lên, chúng ta phải xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều rau củ quả nhé. Ăn hoa quả có đường không? Có đúng không ạ? Nhưng đó là đường tự nhiên. Cái đường fructose trong hoa quả ấy, nó liên kết với các cái vitamin khoáng chất, các cái axit amin khác nữa, cho nên nó không phải đúng của mình, nó không giống đường tinh luyện. Đường tinh luyện gì ạ? Mình lấy ra cái đường thôi, mình loại bỏ tất cả yếu tố khác thì nó lại không không tốt. Nhưng mà đường từ hoa quả, từ rau củ quả nó lại rất tốt đối với gan, đối với sức khỏe của trẻ nhà, đối với chúng ta nói chung nữa. Đấy. Cho nên cái dấu hiệu mà chúng ta để chúng ta nhận biết ta bị tiểu đường ấy là gì ạ? Trẻ khát nước này, khát nước rất nhiều, uống rất nhiều vẫn khát, cảm thấy đói liên tục. Tại sao ạ? Đói tại vì sao? Cơ não nó cần glucose. Thế thì bây giờ ạ, rõ ràng ăn xong rồi nhưng mà glucose nó không đi vào tế bào được, nó không chuyển hóa năng lượng được và tế bào bị đói thì nó kêu gì? Nó kêu thằng thần hệ thần kinh trung ương này, nó kêu thì sao ạ? Ông thần kinh trung ương này nó chỉ huy, nó bảo tuyến tụy mày sản xuất ra insulin đi, đúng không ạ? Đấy. Và sản xuất rồi và vì nó không vào được nên là cơ thể nó đói, gọi là cơn đói tiềm ẩn các bạn nhé. Đấy. Rồi sụt cân đột ngột đúng không ạ? Thì glucose nó có vào trong tế bào đâu mà nó chuyển hóa thành năng lượng, và từ năng lượng đó thì nó sẽ nó đủ cho cơ thể rồi nó tích lũy thành những cái mô mỡ, những cái cơ quan khác chứ, đúng không? Nên là gì ạ? Nó sẽ bị sụt cân rồi đi tiểu thường xuyên, đặc biệt là ban đêm. Đấy, mắt mờ, buồn nôn, mệt mỏi, thờ ơ và luôn luôn mệt mỏi thì não nó thiếu năng lượng, nó cứ lờ đờ mệt mỏi vậy. Đấy nhá, đấy là cái dấu hiệu mà các bạn có thể nhận biết được, và khi các bạn nhận biết được cái đó, bạn cần phải đưa con đi khám ngay lập tức, được chưa? Đi khám ngay. Và các cái chẩn đoán thì bác sĩ sẽ có những xét nghiệm rất là chuyên sâu để chẩn đoán là con anh bị tiểu đường hay không. Đấy. Còn điều trị nhá, điều trị thì khi mà bị tiểu đường rồi đúng không ạ, thì cái liệu pháp insulin thay thế là bắt buộc đúng không, và các bác sĩ sẽ chỉ định cái liều phổi cho các bạn, được chưa các bạn? Đấy. Và khi ở đi khám đúng không ạ, khi thấy con mình có dấu như vậy, nước tiểu màu sẫm này, da nhợt nhạt này, mệt mỏi là chân tay lạnh này, rồi thì nó mệt mỏi, nó còn không muốn vận động này, rồi thì đi tiểu nhiều, khát nữa vân vân, thì chúng ta đi khám để xử lý kịp thời, được chưa các bạn? Nha. Thì đấy là những thông tin mà bác Đạt muốn chia sẻ với các bạn để các bạn quan sát chăm con, để nếu như có các dấu hiệu như vậy mình phải đưa con đi khám ngay để xử lý kịp thời, để giúp con phát triển khỏe mạnh, được chưa? Và cách phòng tốt nhất vẫn là phải phòng bệnh nhá. Phần nào đó các bạn chưa rõ thì comment ở đây, bác Đạt sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của bác Đạt nhé, trên kênh có hơn 1.300 video, đó là các cái phác đồ, cái hướng dẫn mà bác hỗ trợ cho hàng trăm ngàn bà mẹ nuôi con khỏe mạnh này, tăng cân tốt này.
ít ốm này, không phải lạm dụng kháng sinh này, và tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc thời gian. Và các bạn cần phải mua cuốn sách này, Những đứa trẻ lớn lên không ốm. Đây là kiến thức chăm con và đã trình bày ở dạng dễ hiểu nhất, đúng chưa? Đầy đủ nhất, và bất kỳ bà mẹ nào đọc cũng có thể áp dụng này. Và hàng trăm ngàn bà mẹ đã nhận được giá trị lợi ích là tiết kiệm tiền bạc và thời gian từ cuốn sách này. Và bây giờ là đến được bạn. Làm thế nào để con luôn ăn ngon ngủ kỹ? Làm thế nào để con không ốm? Nếu có ốm cũng trôi qua nhẹ nhàng. Làm thế nào để con thông minh, cao lớn và khỏe mạnh? Nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng chẳng có trường lớp nào dạy bạn phải làm sao cho đúng. Với 15 năm kinh nghiệm trong nghề, dược sĩ Trương Minh Đạt đã đồng hành cùng hàng trăm nghìn mẹ bỉm giúp tránh khỏi các sai lầm khi nuôi con nhỏ, để cho các con luôn khỏe mạnh, thông minh và phát triển toàn diện. Hơn ai hết, anh hiểu rõ rằng một đứa trẻ khỏe mạnh là nền tảng của một gia đình thịnh vượng, giúp các mẹ nuôi con không còn những nỗi vất vả mà là một hành trình hạnh phúc.